唐秀恩，哪个刘一文呢？哪个刘一文呢？秀恩呢？满意的仔，先去问我的奶奶。đứng dậy đi, không phải tại đệ đâu. Đệ nghe tin triều đình muốn tru diệt cửu tộc, huynh đệ từ Quảng Tây mới lên đường đến đây. Nhưng rất tiếc đệ đến trễ. Đệ mau thông báo cho Phương Thái Ngọc và Tam Đức, tiếp theo triều đình muốn đối phó với họ. Thì sao? Cứ mặc kệ huynh, đi mau đi. Chứ vậy sao được? Sao ngươi lại phản bội ta? Từ nhỏ sư phụ đã nói rồi, bản lãnh ta không có bằng người. Nói ta vĩnh viễn thua người, ta không chịu phục đâu. Bữa nay ta nhất định phải giết ngươi. Mi gì đố kỵ với ta? Hoàng thượng hạ lệnh, hôm nay nhất định phải lấy được cái đầu của ngươi. Mi đầu thú triều đình, vinh hoa phú quý, người nào mà không muốn được? Mi gì vinh hoa phú quý? Không lẽ như vậy không đủ hay sao? Don't touch it!